2 tháng 6. Vừa khai thác hôm qua không có trở về. Khai thác được một ngày. Đang trên đường về. Chút nữa tầm 1 giờ này em lên hơn với các bác nhé. Nắng rực. Đấy. Ồ. Vai vai. Cái này thêm một chiếc ghe nữa bà con. Sáng lại về được hai xe bà con. Thích kia là một xe này đẹp không giúp. Hôm nay là trời không mưa rồi. Đấy, chạy được kia trời mưa sớm lắm. Bây giờ là đang giai đoạn để xử lý cây, xịt cho nó. Đây, em đang chuẩn bị máy xịt nước để đánh cây cho nó sạch sẽ và đỡ bị nấm bệnh nhá. Đây, đang tiến hành để xử lý. Nhịp phôi rất là to đẹp luôn. Cây bên kia đến nở rất đẹp. Nóng rừng nữa rất là nguy hiểm. Bây giờ mình ở đấy về xử lý, đấy xử lý là nhiều lúc là nhiều nhà là không có máy phun đấy, thì bây giờ em luôn tiện em có để em xử lý luôn cho bà con cho nó đấy. Như thế này nấm bệnh nó đi hết rồi, về trong bà con xử lý lại rồi là trồng ok luôn.
sao thế kìa? Hôm nay ngày 2 tháng 6 này, vừa về được 6 phôi. Hôm nay đang xử lý chị thì rất là sạch sẽ cho cây này. Rồi. Cây thì mới đánh về hôm qua nhé, hôm nay mới về nè, sáng lại về. Đấy, cây cực tươi luôn này, con xem này, tươi rói này, đấy gần tí tươi rói luôn. Đấy, cây thứ hai, cây cong, cây hình thú rất là đẹp luôn bà con, để toàn để bé hết, không có để cọc nhá. Cái này thì lên đây thì cho 1m4 đi, thì cực bay 1m4. Đây quanh thì 74, quanh 74 nhá, để rễ nhiều cực tươi đó bà con này. Rồi bay ra khoảng trăm, quần này vừa mới cắt này, tươi rói này, vỏ dày, đây không bột dạng. Còn cây thứ ba thì bà đã mấy bà con là bộ đế rất là nở luôn, nè đế nở thì nó rất là đẹp luôn, đế rất là nở, đế thì bộ đế 80 giờ rất là đẹp luôn, cây thì không hư hỏng gì luôn, có một thằng con nó cuốn ôm thằng mẹ rất là hay luôn này. Đấy, con cuốn quýt vươn lên thằng mẹ rất là hay. Cây cao tổng thể thì 1m7 nhá. Đấy, đẹp cây này. Đấy, thằng mẹ từ cong lên trên này, cong keo rất đẹp luôn này. Mẹ lên cong rồi. Còn đứa con thì hót, mẹ rất đẹp, cao 1m7, đế thì nở, bảo đảm bốn đế với bà con là đẹp luôn, đế nở rất đẹp, trẻ thì rất bé. Đấy, cây này cái vành đo gì nhỉ? Chưa. Cao 1m7, vành thì 74 này. Đẹp thật. Này con đoạn này u kinh luôn này. Đấy, chích ra lên gần 20 con. Cái thứ tư thì cao 1m nhá. Đấy, cao 1m. Thế thì đẹp. Quanh thì 95 nhá, 96 cho 95 đi. Rồi mặt sau thì có chút đũa nhá, nhưng mà nó bù đắp rồi này, da nó kéo lên rồi bà con này. À, do người ta đốt nương đốt rẫy rồi đấy, nó cháy nhưng mà lụa thép đấy, lụa cứng lụa thép này. Rồi, cây thì rất là tươi, vỏ dài luôn, hồi này có cắt một chút này, tươi vỏ dài luôn này, rất là dài, vừa tươi vừa dài. Đấy, cây mới về đánh một ngày thôi bà con ạ. Tiếp tục cây thứ năm, cây thứ năm thì cao 1m thôi, từ đế lên được 1m. Cây nào cũng mới tươi hết, bảo đảm mới bà con là cây mới đánh, mới đánh tươi. Cây này anh thì 87 này, 88, 87 này, đế cũng đẹp này. Không bột bẹo luôn này, tươi này. Tươi không bột bẹo luôn này. Rồi, cây thứ sáu thì cao 1m luôn bà con đấy, con u cục của bạn kia rất là đẹp luôn,
đấy. Cái này cân 105 nhá. Lòng lại luôn, bảo đảm với bà con là hàng vừa về, vừa đánh hôm qua hôm nay thì về. Sẽ xử lý xịt lại cho cỏ lo sơn chua với là đỡ nấm cho bà con yên tâm. Đây là con cực tươi luôn, đẹp, để sáu phôi rất là đẹp.